Văn Toàn tên đầy đủ là Nguyễn Văn Toàn. Anh là cầu thủ bóng đá chơi ở vị trí tiền đạo cánh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nguyễn Văn Toàn trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal TMG. Anh nổi tiếng là cầu thủ có thể hình trung bình nhưng sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ thuật. Cầu thủ Văn Toàn sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996, tuổi Bính Tý, Mệnh Thủy, năm nay 26 tuổi tính đến năm 2022. Văn Toàn quê ở huyện Phú Tảo, tỉnh Hải Dương. Anh cao 1,7m, cân nặng chỉ 58kg. Nguyễn Văn Toàn xuất thân trong gia đình có 4 anh chị em. Anh là người con thứ 3 trong gia đình có 2 chị gái và 1 em gái. Văn Toàn hồi nhỏ, theo lời kể của bố mẹ anh thì anh rất mê thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Có những buổi chiều anh trốn nhà đi đá bóng đến tối mới về. Ngay từ hồi nhỏ, Toàn đã bộ lộ được năng khiếu đá bóng nên gia đình cũng tạo điều kiện để Toàn tham gia các giải đấu của trường và tạo điều kiện để anh tham gia vào quá trình tuyển chọn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nguyễn Văn Toàn gia nhập lò đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG năm 2007. Thời điểm này, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG bắt đầu tuyển chọn cho học viên khóa 1 và anh được tuyển thẳng vào học viện. Trải qua 10 năm huấn luyện, đào tạo tại đại bản doanh Học viện Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã cho ra mắt là sản phẩm những cầu thủ tài năng, kỹ thuật làm nức lòng người hâm mộ. Thời điểm này, Toàn được xem là một trong những tài năng sáng giá của học viện. Năm 2015, bầu Đức Đôn những cầu thủ trẻ là V, Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh lên đội 1 vào mùa giải năm 2015 là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của anh. Trải qua 8 năm khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí tiền đạo cánh, Văn Toàn đã ghi được 39 bàn thắng, thi đấu 157 trận, 3 phần 2022, nhận về 9 thẻ vàng và không bị thẻ đỏ nào. Văn Toàn trong màu áo U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ đến từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Ở giải đấu này, Văn Toàn giành danh hiệu vua phá lưới. Tại vòng loại U19 châu Á, Toàn ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển. Thời điểm này, Văn Toàn Hoàng Anh Gia Lai được nhiều người có chuyên môn đánh giá là cầu thủ có tiềm năng rất lớn khi anh sở hữu tốc độ, lối chơi kỹ thuật. Trong khoảng thời gian khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam, anh thi đấu 12 trận và ghi được 15 bàn thắng. Xem thêm chi tiết về tiểu sử sự nghiệp của Văn Toàn trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và chuyện đời tư cầu thủ Nguyễn Văn Toàn trên website Người Nổi Tiếng 24h.net hoặc link bài viết tại phần mô tả và bình luận. Các bạn nhớ đăng ký kênh Người Nổi Tiếng 24h để cập nhật những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!